Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Dự thảo luật giao thông đường bộ đưa ra 11 lỗi vi phạm bị tước bằng lái. Tỉnh lộ 525 đoạn qua huyện Nông Cống xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông. Bộ Công an vừa trình Chính phủ xem xét dự thảo luật giao thông đường bộ, trong đó đề xuất 11 lỗi vi phạm bị tước bằng lái. Trong cơ thể có chất ma túy, trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h đi vào đường cao tốc, trừ các xe phục vụ quản lý bảo trì đường cao tốc. Đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, ô tô chạy quá tốc độ trên 35 km/h, mô tô, xe gắn máy, xe máy chuyên dùng chạy quá tốc độ trên 20 km/h. Ô tô chở khách, ô tô chở người trừ xe buýt chở quá số người vượt trên 100% số người được phép chở. Ô tô chở hàng vượt quá trọng tải cho phép trên 150%. Ô tô chở hàng mà tổng trọng lượng của xe hoặc tải trọng trục xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu đường trên 150%. Không chấp hành việc kiểm tra tải trọng khổ giới hạn của xe. Vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 19 năm 2020 quy định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Về tiến độ thực hiện thu phí điện tử không dừng, quyết định nêu rõ, đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng, phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng. Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng. Thưa quý vị và các bạn, tuyến tỉnh lộ 525 đoạn từ xã Thăng Thọ đến xã Đăng Bình, huyện Nông Cống xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến giao thông đi lại và đời sống của người dân sinh sống trong khu vực. Tuyến đường từ xã Thăng Thọ đến xã Thăng Bình chiều dài khoảng 5 km, nhiều đoạn sâu hoắm ngay giữa đường khiến giao thông đi lại khó khăn. Người dân ở đây cho biết đã từng có nhiều vụ tai nạn giao thông do sa xuống các hố sâu, nhất là vào ngày trời mưa. Qua tìm hiểu được biết, tuyến đường này đã đưa vào sử dụng từ lâu. Ngoài ra, khi có dự án tiêu úng vùng 3 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư triển khai thi công, hàng ngày có nhiều xe tải chở vật liệu phục vụ công trình nên tuyến đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng hơn. Ổ voi ổ gà thì nhiều, nhưng mà khi đề xuất đắp đây thì nhà thầu là đắp bằng cái đất là đất đỏ, đất bai gian ấy. Trời mưa xuống là rất là trơn, mà rất nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên cái tuyến đường này. Đường xuống cấp như thế, dân phải tự bỏ tiền ra mua bê tông để đổ để lấy đường đi lại cho nhân dân. Mà hơn nữa trời nắng là xe đi qua lại là bụi, mù mịt, không thể ấy được. Nhà dân là cứ phải đóng cửa 100%, nhất là nhà có cháu nhỏ. Được biết, Ủy ban dân huyện Nông Cống cũng đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thi công triển khai các biện pháp đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường khi thi công công trình. Tuy nhiên, trên thực tế, các ổ gà, ổ trâu vẫn chưa được chắp vá hay việc tưới nước chống bụi vẫn chưa thường xuyên liên tục. Vì vậy, cuộc sống của người dân nơi đây hàng ngày vẫn phải đối mặt với khói bụi và sự nguy hiểm mất an toàn giao thông khi lưu thông trên tuyến đường. Mong muốn của nhân dân chỉ là làm nào nhà thầu là khắc phục được cái ổ voi ổ gà để thuận tiện cho nhân dân đi lại và hạn chế được cái ô nhiễm môi trường. Đấy, và sau này thì trả lại tuyến đường sau, nhưng mà trong thời gian thi công thì cố gắng làm nào để cho nhân dân đi lại thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc lại của nhân dân. Được biết, dự án tiêu úng vùng 3, thời gian thi công vẫn còn dài. Để an toàn giao thông trên tuyến đường, chủ đầu tư và nhà thầu thi công cần có những biện pháp đảm bảo sửa chữa, đầu tư nâng cấp tuyến đường đã xuống cấp nhằm ổn định cuộc sống của nhân dân trong vùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.